khi nay ông bà đã làm xong mọi việc như được Chúa truyền, khi trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth miền Galilee, còn hàng nhiên càng lớn lên thêm đủ mạnh để khôn ngoan và hàng điều ân nghĩa của Thiên Chúa. Luôn theo quay lưng về bên. Thank you.
tình yêu đi em không hề nuối tiếc, và chúng ta thấy tỷ lệ ly hôn ngày hôm nay quá lớn, có cả người công giáo và thậm chí người cho hay ta cũng vậy. Chúng ta không còn tôn trọng, chúng ta không còn gọi là quý mến cái tình yêu gia đình mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Gia đình nào cũng có vấn đề cả, ngồi qua giải tội một người đó. Con lấy bà vào không có xưng tội của mình mà kể tội con dâu của mình, xong rồi kể tội chồng của mình mà nói với bà ơi, bà thương cha, bà đừng kể tội chồng bà, bà đừng kể tội con dâu của bà, bà hãy kể tội của bà. Mới đây thôi, khi ngồi tòa ở nhà thờ Phú Đô, một cái ông kia xem ra rất đặc biệt và thưa cha là con bỏ đạo mười mấy năm rồi mà mới hỏi ông xưng tội cho ai, con xưng tội cho nó. Nghe hết hồn, một cái đời sống đức đi, một cái nền giáo lý trọng bích, không ai xưng tội hay ai được, và thậm chí cũng không xưng tội qua điện thoại được. Ấy vậy mà người cha can đảm xưng tội cho con mình, và qua đó chúng ta thấy nguyên lý về giáo lý của người cha không có. Và một thêm một bước nữa, xin lỗi, ma vẫn thường nói sống trước chỗ đâu sống sau chỗ đâu, người dân họ nói như vậy. Con nhà ông không giống ông cũng giống cánh, cha mẹ ở hiền để giúp cho con, cha mẹ sống như thế nào thì con sống như thế đấy. Và chúng ta thấy rõ ràng đó là một cái quy luật rất bình thường trong cuộc đời. Nếu như cha mẹ không đạo đức thì xin lỗi đừng mong con cái đạo đức, nếu cha mẹ không đến nhà thờ đừng mong con có đến nhà thờ. Và khởi đi từng thành viên, từng thành viên trong gia đình của chúng ta. Nói cho đây mà nhớ đến cái bài hát của ca sĩ Phương Thảo và Ngọc Lệ hay Trình Mạnh, biết đi ai nhớ không, biết nào biết không đó. Ca sĩ Ngọc Lệ với Phương Thảo có một cái bài hát rất là vui, là sẽ đặt quay đều, quay đều, quay đều sẽ đặt hơn. Rồi có một cái bài nổi tiếng lắm, một đoàn có ai nhớ không? Những cái gì hay của người dân thì mình cũng học qua cái gì đầu năm. Phương Lệ Phương, Ngọc Lệ và Phương Thảo hát một cái bài rất là hay. Ba là cây nên hồng, mẹ là cây nên xanh, con là cây nên vàng, ba ngọn nên luôn luôn thắp sáng một gia đình. Lung linh tình mẹ tình cha, lung linh hai tiếng gia đình. Lung linh bởi vì cha là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến chiếu sáng một gia đình. Lung linh tình mẹ tình cha, lung linh hai tiếng gia đình. Thế nhưng mà xã hội ngày hôm nay cảm thấy một điều gì đó muốn tiếp. Kinh cũng vậy, sao lai cũng vậy, con cái không nghe lời cha mẹ và cha mẹ sống không đúng chuẩn của mình để rồi không dạy con được. Có một gia đình mang quen mang ngồi ăn cơm, nghe nói thằng con trai nó là siêu thủ về game, cao thủ chơi game, mà mới nói nếu nó là con cháu mà đơn giản lắm, mà sẽ mua cho nó một chiếc xe Honda để làm cái gì? Vừa chơi game vừa chạy xe mô để chơi game. Cha mẹ mình không dạy con cái thì mình phải chấp nhận cái kết quả để giáo dục nó. Cha mẹ không chịu đạo thì chắc chắn đứa con không sống đạo, bởi vì cha mẹ nó có sống ra cái gì đâu. Vậy mà suốt ngày cứ chửi cổ không bấm dạy, ô bậc cha ai ai bấm dạy, cha mẹ có dạy đâu, chửi con bấm dạy, mình đâu có dạy con mình đâu. Mà ai nào có để cho con cái mình ra đường mà để cho
trong gia đình không có đời sống đạo, và chính vì trong đời sống gia đình của mình không có những thiếu, mình không có thương nhau, mình không có quan tâm nhau, mình không thắp lên cái ngọn nến của mình là người chồng, mình phải thắp lên cái ngọn nến của mình là người cha, mình phải thắp lên cái ngọn nến của mình, người con cũng vậy. Cái đây một tuần thì đang chờ, cũng thật là ma không biết nói lời nào về ông chồng với lại người con trai của bà ấy. Mà đi mua rau rồi mua xả, mua bó xả thấy bà đạp xe đạp thấy xả mừng quá, thấy bà bán cho xả này bao nhiêu bó 6.000. Thế là cái bà bán rau, khi mà bà bán xả quay đi rồi, anh ơi bà lấy xả của em đó, em hết rồi chứ em bỏ cho bà là 5.000, bà bán lại cho anh 6.000. Mà thấy bà đi xe đạp mà nói bà bán 10.000 thì mua chứ đừng có tới 6.000, cái tội. Và sau đó bà bán rau bà mới nói, mà số bà khổ lắm, chồng bà với con bà là tờ mặt, bà đi bán rau để nuôi chồng con, mà nghe sao cô đừng lấy chồng lớn mà bọc nhai chồng và con bà đó, bây giờ má không biết liền vào cái ngày nào vợ mình đi bán từng bó rau, từng cái bó xả kiếm từng ngàn đồng bạc để lo cho chồng. Bởi vì để má thấy rằng mình càng tiếp xúc với dân nghèo, mình đi ra ngoài chợ mình thấy được những cái cảnh nghèo, còn mình ở bốn bức tường của nhà thờ mình không thấy được. Cũng giống như bữa ma kể, khi mà hai con ma này đi vô làng để thấy một cái bà già 67 tuổi sống ở cái lều trên cái bậc, nằm xuống không người thân, không áo quan, không người lo, thì mình mới thấy được rằng là mình hạnh phúc hơn nhiều nữa. Còn mình ở trong cái nhà của mình bây giờ không bao nhiêu, mình khá rồi, nhà xây, nhà sàn đẹp, mình không có cảm thức với người nhà, và mình chai kiếm cái lòng của mình là mang nhớ cho bà bán xả lớn bụng. Rồi sau đó bà kêu lên, trả cho bà 10.000 cũng được, tội nghiệp. Đời một người phụ nữ lo lắng cho chồng con, và chồng con mới cờ mặt phá mắt. Bà biết bao nhiêu gia đình ngày hôm nay đổ vỡ bởi vì chồng không còn quan tâm đến vợ, vợ không quan tâm đến chồng, con cái thì đi học lưu lộng. Hôm nọ mà nhìn thấy con bé ra đây nó sầm sầm mặt, bố nó ra về nó bận bụng, phải học lớp mấy, học lớp 11, cái con này học lớp không nghĩ không, trên cái tay nó sầm cũng nhìn ngân hàng dân anh chị bắt chước cái điều hay thì không bắt chước, bắt chước ba cái tật mang tật bay tật vào và cứ tưởng mình là con. Cái bữa đi đám ma cũng vậy, ở trên đám ma thịt đang dâng lễ thì ma đi quay ra, ma nghe tiếng xe bắt 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 từ lại cái gì, một chiếc xe đột không bảng số đâm. Ma thương những con người đó, cha mẹ không dạy con mà họ cứ tưởng như thế là hay. Bán miếng đất với chủ tiệm mua chiếc Exciter, ma nói nhiều lần rồi, mua cho nó và tưởng là đã đứng nhu cầu cho nó hay, chạy xe đột chết vui vẻ đi. Chính vì cha mẹ đã thương con cái không đúng cách, cha mẹ đã không giữ đời sống đạo của mình, cha mẹ không còn tin và cố được, thì gia đình ngày hôm nay nó đổ vỡ là chuyện dĩ nhiên. Đừng bao giờ có thường cái Chúa tội nghiệp Chúa. Đi vào xưng tội thì mình xưng tội chồng, đi vào xưng tội con, mà chính mình là cha là mẹ, mình không làm gương cho con cái mình, rồi mấy đứa mang gương, các mang gương, các sơ gương, các sơ gương dạy, còn xin lỗi anh không thương, ta không thèm dòng mặt đâu. Khi còn nói là còn thương, khi còn nhắc là còn thương, còn khi người ta không nhìn đến mình là người ta không thương đâu. Bây giờ còn may mắn được đi ăn đi học, được các sơ lo ăn lo học, các cha lo cho, lâu lâu các cha cân chỉnh cho. Bữa ta dâng lễ nhìn cũng lên nó cũng
khi gia đình mình ăn cơm chung với nhau, mình cảm thấy nó vui. Rồi tối tối nếu mà được gia đình mình đọc kinh chung với nhau, những cái lời kinh thánh khác mình cầu nguyện, mang tin rằng đừng bao giờ mình bỏ Chúa, mình tin tưởng và mình quá khát vào Chúa, thì chắc chắn cuộc đời của mình sẽ bình an. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để qua lời chuyện cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và thánh đồng Giêsu. Xin cho chúng ta ngày mỗi ngày càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và ân sủng của Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cầu đặt nguyện cho toàn thể.